Đây nè, phát hiện hình như là ở đây có 3-4 con dập. Đây, trên đoạn đường về phát hiện chỗ này mấy con dập luôn đây cả nhà. Đây, một con dập cài ha. Ô, con dập này bự quá. Bự quá. Đây. Ồ, đây con nữa. Ghê vậy. À, Trúc Lê xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn gần xa nha. À, hôm nay thì em quay cho cả nhà mình xem cái cảnh mấy anh em vô trong rừng đi săn bắt. Hiện giờ thì đang trên đường di chuyển lại về đây cả nhà. Em quay cho cả nhà xem cái kết quả luôn nha. Ở đây là trên đoạn đường em đang di chuyển về đây cả nhà. Đây nè, phát hiện như là ở đây có 3-4 con dập. Đây, trên đoạn đường về phát hiện chỗ này mấy con dập luôn đây cả nhà. Đây, một con dập cài ha. Ô, con dập này bự quá. Bự quá. Đây. Ồ, đây con nữa. Ghê vậy. Em bắt con đó đi, anh lụm có ốc voi. Trời trời sao ơi. Ủa, tưởng nó bở lắm sao em. Con bên kia em bắt chưa? Chưa. À, con mấy đâu? Đây. Con đó nó cài lên gì đây cả nhà. Đó. Đây, em quay cho cả nhà xem cái kết quả nha. Dạ. Đây thì em cầm nó ra giùm anh em danh. Đây là cái kết quả của em danh nha. Đây coi, em mở cái này cho anh bỏ đi vô. Ô, muốn nó cắt. Đây kết quả của em danh thì này cũng tầm dạng 5-6 ký dợp nha cả nhà. Thôi tầm dạng trung bình được rồi, nó nhiều. Đây quá, thì của em thì này khoảng tầm khoảng 3 ký ốc voi nha. Ốc voi, ốc len với mấy con dợp đây. Nặng chứ bộ. Đây còn em gái em. Bây giờ mới tập hợp lại đây. Trên đoạn đường lội về rồi mới gặp nha. Hello cả nhà ha. Đây. Em gái miền Tây bắt dợp rất là siêu sao nha cả nhà. Chỉ có mấy con thôi. Đây nè, chỉ có mấy con nữa là nó tràn ra ngoài nha. Tràn ra ngoài luôn. Rồi đây một xô nữa đây cả nhà. Quá xá là mê luôn nha. Này của chị Tư. Đây, này của bà chị. Dạ. Quá xá luôn. Giờ tới em di chuyển về đoạn đường lại về nha cả nhà. Bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà. Giờ hôm nay em chỉ quay cho cả nhà xem một đoạn video ngắn thôi nha. Bây giờ thì mấy anh em đang di chuyển về. Cả nhà xem video nếu thấy hay, thích thì vui lòng cho em xin một like, một lượt chia sẻ cũng như là đăng ký ủng hộ kênh nha. Để em có thêm cái động lực đăng lên nhiều video hay và hấp dẫn hơn nữa nha. Dạ em xin chân thành cảm ơn rất là nhiều nha.